Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về thuốc Sorbiton Glomet Powder do Glomet sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về Sorbitol Glomet Powder cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Thuốc Sorbitol Glomet Powder có thành phần là Sorbitone, được bào chế dưới dạng viên. Công dụng và chỉ định của Sorbitol Glomet Powder điều trị triệu chứng khó tiêu và táo bón. Thuốc Sorbitol Glomet Powder được sử dụng bằng đường uống và được nhà sản xuất khuyên dùng với liều lượng như sau chỉ được dùng các thuốc nhuận tràng thẩm thấu với liều đơn và không thường xuyên. Hòa tan một gói thuốc trong nửa ly nước, uống trước bữa ăn khoảng 10 phút. Điều trị triệu chứng khó tiêu, người lớn dùng 1 đến 3 gói mỗi ngày trước bữa ăn hoặc khi bị khó tiêu. Điều trị táo bón, người lớn dùng một gói lúc bụng đói vào buổi sáng. Trẻ em dùng 1 phần 2 liều người lớn. Các chống chỉ định khi sử dụng Sorbitol Glomet Powder: bệnh thực thể viêm ruột non, viêm loét đại trực tràng, bệnh Crohn và hội chứng tắc hay bán tắc. Hội chứng đau bụng chưa rõ nguyên nhân, không dùng cho người mẫn cảm với thành phần của sản phẩm. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về thuốc Sorbitol Glomet Powder, đồng thời biết cách sử dụng Sorbitol Glomet Powder sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà Thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.